Ngược lại, nếu ở giai đoạn sớm hơn, tỷ lệ sống còn trên 5 năm là rất cao. Một khiếm khuyết mà một trên cơ thể, mà nhất là bộ ngực của phụ nữ, thì cái điều đó rất là buồn. Cái việc mất đi một cái bên vú đối với người phụ nữ là rất là kinh khủng. Giờ lại bộ ngực của mình thì khoảng hơi lâu tôi mới dám can đảm tôi nhìn. Qua quá trình điều trị á, bỏ qua một bên. Hàng ngàn người bệnh ung thư vú là hàng ngàn câu chuyện khiến người ta phải thương cảm cho những thân phận phải từ bỏ phần cơ thể đẹp nhất của một người phụ nữ, hay khi thiên chức làm mẹ gần như bị tước đoạt. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả. Bước qua áp lực về nhan sắc, về hạnh phúc, họ kể lại câu chuyện của riêng mình. Khi đã chấp nhận thực tế và bằng cách từ bỏ lo lắng, xem thường bệnh tật, họ lại có tất cả, sức khỏe và gia đình. Ung thư vú, đó là một bệnh lý ác tính xuất hiện trong các tế bào ở mô của vú. Những tế bào này thường phát sinh từ các ống dẫn hoặc tiểu thùy ở vú. Nếu không chữa trị sớm, các tế bào ung thư sẽ phát triển nhanh chóng, lây lan trong các mô hoặc cơ quan, bộ phận khác của cơ thể, gây ra sự đau đớn, tắc nghẽn cho cơ thể và cuối cùng có thể gây tử vong. Đây cũng là căn bệnh hàng đầu trong những loại ung thư mà phụ nữ Việt Nam thường gặp phải. Tại các trung tâm ung bướu lớn của thành phố Hồ Chí Minh hay ở Hà Nội, cảnh chờ đợi từ sáng đến chiều là hình ảnh đã hết sức bình thường. Sự đợi chờ, lo lắng và hoang mang là điều ám lên khuôn mặt những người phụ nữ ở đây. Ai đó đã nói, phụ nữ sinh ra đã khổ. Và dường như, nhìn cử chỉ, thái độ mang theo nỗi lo về căn bệnh ung thư vú, thì nhận định ấy có vẻ gì đó đúng thật. Mòn mỏi ngóng theo các con số để được khám bệnh, hay nói theo một cách bi quan thì là bị phán xét về số phận bệnh tật. Mất thời gian mà mệt mỏi nữa, tại vì mình ở xa, rồi đi mất thời gian, rồi đi khuya nữa. Chờ đợi tới bây giờ mà nhiều kết quả lắm, nhiều phòng lắm, nên là bây giờ không còn cái chân hiện họ nghi là tế bào ung thư ấy, thì từ hôm bác sĩ hẹn 10 ngày mới có kết quả, hôm nay lại xuống lại xếp sổ lại khám để lấy kết quả đấy, đúng bệnh. Và đến hôm nay thì để hẹn bác sĩ lấy hết kết quả rồi thì phải gặp bác sĩ này để lấy số này, xong rồi gặp bác sĩ để khám lại nữa. Trong tâm trí của những người phụ nữ bị ung thư vú, những viễn cảnh đáng sợ về đoạn nhũ là một nỗi sợ hãi kéo dài dai dẳng. Những đường nét cơ thể từng là niềm hãnh diện, giờ đây là những biến đổi nặng nề. Nhưng người phụ nữ này lại vượt qua khá dễ dàng, mà theo cách chị chia sẻ là đầy may mắn. Gần 10 năm trước, đã từng phải đoạn nhũ vì mắc căn bệnh ung thư vú.
Nhưng mà tình cờ cái đợt ấy là tôi mới đi khám vú đầu tiên. Đầu tiên đi vô Hòa Hảo đã phát hiện ra, xét nghiệm ra, siêu âm là bác sĩ đã xét nghiệm ra là tôi đã mắc căn bệnh ung thư vú. Thì khi bác sĩ nói thì tôi cũng choáng chứ. Choáng là phụ nữ mà ai cũng là cũng thế. Thì như mà khi về đến nhà đã trao đổi với ông xã thì ông xã cũng có lời khuyên và cũng động viên. Khi tôi phát hiện rồi thì bác sĩ yêu cầu tôi là đi vào bệnh viện ung bướu. Nhưng tôi đã có vào nhập viện, nhưng một thời gian thì thấy quá đông bệnh nhân thì tôi trở ra, tôi đi tìm đến bác sĩ chuyên khoa ung thư vú. Thì bác sĩ đó là chẩn đoán tôi là bệnh là giai đoạn đầu. Từ thứ 6 và thứ 2 thì bác giải phẫu cho tôi, và thứ 3 tôi xuất viện trong vòng 6 ngày là điều trị tốt. Mình cắt đến đâu nhỉ? Hầu như là cắt bỏ một ngực ở bên trái. Vì là ngực bên trái là đã bị bướu thì cắt bỏ. Cân vênh một chút nhưng hơi trống váng một chút không ạ? Cũng có đấy. Có thể nói là tinh thần thì lạc quan, nhưng mà vấn đề mà để mà rờ lại bộ ngực của mình thì khoảng hơi lâu tôi mới dám can đảm tôi nhìn. Hết sẹo thì nó liền sẹo thì đại khái là nó bằng phẳng hết. Cái vết thương của mình nó bằng phẳng hết. Mất bao nhiêu thời gian lâu để cô có thể nhìn lại bộ ngực của mình cô? Mất vài tháng. Vài tháng. Trong với can đảm nhìn. Phát hiện bệnh dù ở giai đoạn đầu, nhưng đó là những ngày bắt đầu cho việc thăm khám bệnh viện liên tục. Giấy tờ, hồ sơ, từ những buổi siêu âm đầu tiên, thuốc hóa trị, những lần kiểm tra thường kỳ sau ca phẫu thuật, chị vẫn đều đặn thực hiện. Ca phẫu thuật đoạn nhũ, từ bỏ một phần thân thể gợi cảm nhất của mọi người phụ nữ. Qua lời kể của chị, một người quyết đoán, mạnh mẽ, lại như trở thành một ca phẫu thuật chẳng hề đáng kể. Dù rằng, thời gian hôn mê để thực hiện phẫu thuật lên đến gần 10 tiếng đồng hồ. Toàn bộ phần ngực trái bị cắt bỏ lên đến gần nách. Để bóc đi toàn bộ những mô có nguy cơ bị tế bào ung thư di căn. Tôi trên xe buýt tôi ngồi tôi hoang mang là vì tôi tự vì căn bệnh này là ta phải làm gấp. Khi phát hiện rồi là ta phải điều trị ngay, không có để kéo dài. Đến là bác sĩ là khám, bác sĩ nhận bệnh ngay. Nói là vì bệnh của bà rất là nhẹ, mổ rất tốt, không có gì hết. Thế là bác sĩ cho tất cả xét nghiệm những kết quả thì chủ nhật tôi nhập viện ở bệnh viện Đại học Y Dược, và đồng thời thứ hai là bác phẫu thuật cho tôi. Thế là thứ tư tôi về nhà, tôi sinh hoạt bình thường. Khi bắt đầu mà vào phòng gây mê cho đến khi mà tỉnh ra phòng hồi sức thì khoảng 10 tiếng đồng hồ. Và tôi phải nằm nhập viện là nằm ở bệnh viện Thủ Đức khoảng một tuần thì tôi xuất viện. Không có gì xảy ra hết. Bạn bè đến thăm tôi cứ ngỡ là tôi chuẩn bị giải phẫu, không có nghĩ là tôi đã giải phẫu xong. Đó là vì quan trọng nhất là theo tôi nghĩ đó là một cái tinh thần mạnh mẽ. Thứ nhất, thứ hai nữa là xung quanh các người thân đều là hỗ trợ mình. Thế nhưng thực tế, ngay cả chính các bác sĩ chuyên khoa ung bướu cũng cho rằng ung thư vú không chỉ tấn công sức khỏe mà tấn công cả tinh thần, tâm lý người phụ nữ. Ảnh hưởng về tâm lý rất rất nặng nề. Qua cái quá trình mà theo dõi những cái bệnh nhân mà bị ung thư đó, thì mình thấy có những cái người họ nghĩ cái việc mà họ bị bệnh như vậy là do tội lỗi của họ. Giống như ở kiếp trước hoặc là ở trong kiếp này mình làm tội việc gì xấu đó nên bị ung thư, nên họ rất là mặc cảm. Thì cái việc mất đi một cái bên vú đối với người phụ nữ là rất là kinh khủng. Tại vì qua những cái người thân, tại vì thực sự thì người thân mà họ bị ung thư vú thì không ai muốn là cắt mất cái tuyến vú hết. Tức là họ muốn làm sao mà chữa bệnh mà họ để họ vẫn còn nguyên vẹn cái tuyến vú.
Tại vì thực sự thì khi mà người phụ nữ mà tiến vú còn nguyên vẹn thì đôi khi hạnh phúc gia đình cũng phải, nó cũng có khi nó cũng còn ảnh hưởng. Ở chi khi mà cái cơ thể họ bị khiếm khuyết, họ sẽ rất là mặc cảm và cái không tự tin, nên thường là những người bị đoạn nhũ nếu mà gia người chồng không có thực sự yêu thương, quan tâm, chia sẻ thì đôi khi là qua quá trình điều trị á, thì thường là cái cảnh mà giống như ly hôn hoặc ly dị là chuyện thường xuyên. Những người mà quá trình mà thai nghén á, thì gọi là ốm nghén á, thì riêng tôi thì y như vậy. Buồn nôn thì không có, nhưng mà người nó mệt mỏi, vật vã và nó nóng ở trong người. Nóng trong người nhưng mà bên ngoài tôi vẫn cố gắng bình thản lắm. Tôi vẫn đi sinh hoạt, đi mua bán bình thường. Nhưng mà đều nó rất là khó chịu, nhưng mà do mình vượt qua được thành ra tôi cũng thấy bình thường. Mà về diện mạo thì rất là xấu, là vì thứ nhất là tóc rụng, hai nữa là cái nước da xấu lắm. Thành ra cái thời gian đó là nhìn vô rồi họ có thể là họ biết mình bệnh, không biết bệnh gì. Nhưng mà tôi vẫn tự tin, tôi chả sợ gì hết. Các cơ quan, bộ phận khác cũng bị tế bào ung thư di căn tấn công nghiêm trọng. Và dĩ nhiên, việc điều trị cũng sẽ trở nên phức tạp. Thì triệu chứng thì nó đa dạng và phong phú lắm. Thường thường là khi tự khám vú thì các chị em sẽ phát hiện được một cái khối ở trong vú. Thực sự lúc này thì chị em chỉ biết là có cái khối thôi. Thì khi mà tới khám chuyên khoa thì các bác sĩ sẽ khám và do cái kinh nghiệm thì sẽ biết được, gợi ý được những cái khối bú này nó là bú lành hay bú ác. Thì đối với những cái khối bú mà lành tính á, thì thường là cái giới hạn nó rất là rõ. Nó giới hạn rõ, chắc, di động và nó không có dính với mô xung quanh. Còn những cái khối bú ung thư thì thường là nó cứng và cái giới hạn nó không có rõ. Tức là giữa mô lành với mô thường á, nó không phải là cái khối bú rõ ràng, nó cứ mập mờ, tức là không có rõ cái bờ của nó. Và thứ hai nữa là nó dính với mô xung quanh, và có khi là khi mà nó xâm nhiễm nhiều da phía trên thì nó có thể có cái dấu hiệu đỏ, dấu hiệu da cam, hoặc là khi nó cho di căn hạch nách, hạch trên đòn, hoặc là những cái di căn chỗ khác thì cái người bệnh có thể có cái dấu hiệu như là sờ thấy hạch nách, sờ thấy hạch trên đòn, hoặc là có dấu hiệu đau nhức xương do di căn xương, hoặc ho do di căn phổi vân vân. Thì đa số hiện tại bây giờ thì các phụ nữ mà có bú vú thì người ta rất là ý thức nên đi khám, cái giai đoạn sớm cũng rất là nhiều. Nhưng mà những cái người phụ nữ ở cái vùng sâu vùng xa đó, hoặc là không có điều kiện, thì họ đã biết cái khối bú có bú rồi nhưng mà không có điều kiện để đi khám, và họ cũng do cái sinh nhai nên người ta cũng không đi khám, thì mới tới cái giai đoạn trễ thôi. Nhiều năm sau ca phẫu thuật,
Chị Minh Hà nhìn lại giai đoạn ấy như một sự may mắn. May mắn vì không phải ai cũng có một người chồng, một gia đình là điểm tựa trong thời điểm khó khăn ấy. Người chồng mà chị luôn trìu mến nhắc đến, đáng tiếc là chúng tôi lại không có dịp được gặp mặt và trò chuyện. Dẫu thế, qua lời kể của chị, hẳn đó là một người đàn ông hết mực trân trọng người phụ nữ của mình. Tôi không có biết nói gì. Tôi có một gia đình rất là tốt. Riêng ông xã tôi thì quá tuyệt vời. Thì tôi cũng không biết nói như thế nào hết. Riêng con cũng là động viên mẹ. Chẳng hạn như là mỗi lần mà đi hóa trị thuốc, đều là con, hai đứa con, không những một và hai cậu con trai đều là đưa mẹ đi. Đều là 6 lần như vậy. Còn khi mà tôi đã đi được phẫu thuật thì ông chồng tôi ở bên cạnh tôi trong lúc đó là phẫu thuật và đến khi tôi xuất viện 6 ngày ông ta ở bệnh viện hết. Mà tôi được cái may mắn là chồng tôi rất hiểu tôi và thương tôi nên vấn đề đó thì ông ta bỏ qua một bên, không lấy là quan trọng. Cũng chính nhờ người chồng ấy đã đi tìm cách để vợ được tái tạo bầu ngực, trả lại sự tự tin và dáng dấp đẹp đẽ cho chị Hà. Tái tạo vú là phẫu thuật lớn, đòi hỏi kỹ thuật cao. Những bệnh nhân còn ở trong giai đoạn sớm có sức khỏe tạm ổn định, tâm lý tốt. Tác nhân dẫn đến chỉ định cắt vú đã được điều trị dứt điểm, mới được tiến hành tái tạo. Thay vì phải chờ 2 đến 3 năm sau khi điều trị, các bác sĩ mới tiến hành tái tạo vú, gọi là tái tạo trì hoãn. Thì nay, các bác sĩ thường tiến hành tái tạo vú ngay sau khi vừa xong quá trình điều trị ung thư, như trường hợp chị Minh Hà. Ưu điểm của tái tạo vú tức thì là đem lại kết quả thẩm mỹ cao do lượng mô hiện tại còn tốt, an toàn về mặt ung thư. Tuy nhiên, những trường hợp bệnh nhân còn chưa dứt khoát tư tưởng lựa chọn việc tái tạo vú, sức khỏe không ổn định, thì bác sĩ sẽ lựa chọn tái tạo trì hoãn. Đối với cái ung thư vú giai đoạn 1, tức là giới hạn nó còn rõ đó, thì đối với những chị em phụ nữ mà còn trẻ, thì người ta có xu hướng là người ta phẫu thuật bảo tồn cái tuyến vú, tức là ta cắt cái vú đó thôi, sau đó thì người ta có thể là tái tạo cái tuyến vú tức thời, tức là không có cắt hết nguyên, cũng cắt cái vú kèm mô tuyến vú và sau đó nó tái tạo vú. Còn đa số các trường hợp thì người ta phải đoạn nhũ. Nhưng mà đối với những cái trường hợp mà vú vú giai đoạn 4 thì đôi khi người ta phải hóa trị trước để cho cái khối vú nó gom lại, nhỏ lại. Sau đó thì mới phẫu thuật cắt cái tuyến vú. Thực sự thì đối với những cái vú vú nhỏ thì ta mới có xu hướng là tái tạo tuyến vú. Còn những cái trường hợp mà vú vú mà nó lớn á thì thường là ta cắt tuyến vú và sau đó thì có thể tái tạo theo nguyện vọng hoặc là dùng các phương pháp khác như là miếng độn vú, miếng silicone. Nhưng mà tôi nghĩ lúc đó thì chỉ chẳng qua là mình nghĩ là hết bệnh là thôi, chưa nghĩ tới. Xong có thể khoảng một thời gian sau, khoảng là 5-7 năm thì bắt đầu lúc mình cũng nghĩ chứ. Lúc đó là bệnh mình là mình nghĩ là hết rồi thì mình nghĩ mình cũng có nghĩ muốn làm đẹp. Và đồng thời là chồng tôi đã đi tìm đến bác sĩ để mà tái tạo lại cho tôi. Thì chồng tôi mới có nói vậy này, em này, đây này em đọc báo đi, anh có cái đọc tờ báo này hay lắm. Có một cái chương trình này á, là tái tạo vú cho những người phẫu thuật sau ung thư. Thì cái chương trình này hay lắm và có số điện thoại và có địa chỉ. Thì tôi mới nói thì bây giờ nếu anh muốn thì em giao cho anh liên lạc với bác sĩ đi. Thế là chồng tôi mới liên lạc được gặp bác sĩ, thì hẹn giờ đến để mà gặp để bác sĩ tư vấn. Thì chú cũng chở tôi đi, thì hai vợ chồng đến thì gặp bác sĩ tư vấn nghe rất là hay. Và tôi nhận lời luôn, nhận lời để mà đăng ký ngày để mà tái tạo.
để vượt qua nỗi đau và sự tự ti khi đối mặt với ung thư vú. Đó vừa là bản lĩnh, vừa là may mắn và cả tình yêu. Cuộc sống không chỉ có những người như chị Minh Hà, bình tĩnh đón nhận bệnh tật trong tâm thế sức khỏe là tất cả. Cuộc sống còn có những người chiến binh, chiến đấu để truyền cảm hứng cho hàng trăm phụ nữ, như Thương Sobey. Là xấu, là vì bệnh của mình là mình phải chấp nhận thôi. Tự vì trên thế giới này nhiều danh ca, nhiều nghệ sĩ và rất nhiều người nổi tiếng cũng vẫn bị tự vì căn bệnh này, nó không chừa riêng ai. Không biết các chị em thế nào, riêng tôi thì tôi nhờ là gia đình. Thì các chị em nếu độc thân thì còn có cha mẹ, có cháu, có bạn bè, thì ta tìm đến những người thân gần nhất ta nhất để là cái chỗ điểm dựa. Thì tất nhiên mọi chuyện là đều vượt qua hết. Cái người phụ nữ đó phải có những cái niềm tin hoặc là cái sự an ủi từ những cái công việc khác. Đừng có quan tâm nhiều tới cái vấn đề mất tuyến vú của mình. Thì đối với ngoại hình thì khi mình ra ngoài thì mình có thể mình có cái silicone đó, mình lắp vào thì giống như cái người bình thường thôi. Nhưng mà đối với bản thân thì mình phải có trách nhiệm đối với gia đình nữa. Tại vì ngoài người chồng thì mình còn có những đứa con mình phải lo.